Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Bất ngờ khi nghe những lời từ Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước đó, Đức Tổng nói, thấy người ta xôn xao chuyện Linh mục Hồ Hữu Hòa, hay gọi là 3H. Linh mục 3H đó, người ta thắc mắc phong chức hơi có gì bí ẩn, không biết có được đào tạo kỹ lưỡng không, không biết có sự thành thật lừa dối không. Cộng đồng dân chúa bức xúc, rõ ràng rằng chuyện về 3H cũng đã đến tai của Đức Tổng Giuse, và chắc có lẽ không chỉ một mình Đức Tổng. Sau đây mời anh chị em cùng nghe Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng vụ Hồ Hữu Hòa lúc này. Người ta xôn xao về cái chuyện là một ông linh mục 3H ấy, một ông linh mục 3H ấy, và người ta thắc mắc tại sao mà như phong thức thì nó cũng hơi có gì bí ẩn đấy, không biết là có được đào tạo kỹ lưỡng không, không biết là có sự chân thành thật không hay lừa dối vân vân. Bao nhiêu chuyện đặt ra, cộng đồng dân chúa bức xúc, bao nhiêu sự bình luận đấy. Thôi chúng ta không nói, anh chị em nhiều khi bình luận cũng hơi vội vã, nói cho nó sướng cái miệng rồi. Nhưng mà qua cái bình luận đấy, chúng ta thấy được dân chúa mong mỏi cái gì, một sự bức xúc thánh thiện. Dân chúa mong muốn là các linh mục phải được đào tạo đến nơi đến chốn, và linh mục phải là những người thánh thiện, nhiệt tình, hăng say làm việc tông đồ, chứ không phải linh mục đi làm công chức rồi thì muốn làm không làm thì thôi. Không, dân chúa mong muốn có những linh mục, cho ra linh mục thánh thiện, linh mục được đào tạo đàng hoàng. Hôm nay anh em là linh mục rồi, là phó tế rồi, ít thời gian nữa cũng là linh mục thôi, hãy là linh mục và phó tế đáp lại cái điểm mong đợi của dân chúa. Ngày nay tôi thấy người ta đi mua hàng, người ta chọn hàng cao cấp, đi đâu cũng mua hàng chất lượng cao, ở Việt Nam chất lượng cao, rồi giờ nhiều khi chán đi mua hàng ngoại chất lượng cao hơn, và hàng rẻ thì khó bán, hàng rẻ thì ế, hàng chất lượng cao thì bán bao nhiêu người ông cứ mua thôi, mua về xài đắt hàng lắm, năm này qua năm khác vẫn cứ đắt hàng. Còn hàng chất lượng kém thì ế, để cho chẳng ai mua cả, bán thời gian không thấy, không bán được thì do mà tồn kho. Anh em cẩn thận, có chừng linh mục người cũng vậy đấy. Nếu mà chúng ta sống tốt, đúng phẩm chất, chúng ta đắt hàng lắm. Đan viện Châu Sơn này hay là chỗ nào cũng vậy, gửi đến đâu người ta nhận, vui vẻ, cộng đồng dân chúa đón nhận, đắt hàng, sản xuất không kịp. Mà nếu chúng ta không có đạt chuẩn, hàng chất lượng kém, có chừng ế, đưa đâu người ta cũng từ chối hết, không muốn nhận, hàng kém chất lượng. Mà ế thì làm sao? Thì tồn kho thôi. Cho nên tôi nhắc qua một chút hình ảnh như vậy để chúng ta suy nghĩ và cầu chúc cho tất cả anh em phải là hàng chất lượng cao, linh mục có phẩm chất để phục vụ cho hội thánh, cho cộng đoàn xã hội ngày nay. Tôi một lần nữa xin chúc mừng tất cả các tân chức và toàn thể cộng đoàn, và chúng ta cầu nguyện cho các tân chức này.